ra đang đi với Vũ đúng không? Anh làm em giật cả mình. Anh biết chắc chắn phải có việc gì đó, Giang mới như vậy. Em nói đi, anh là chồng của Giang, anh cần được biết sự thật. Anh không muốn mình là người ghen tuông vô cớ, và càng không muốn Giang chịu ấm ức. Thôi được rồi, anh ngồi xuống đi. Anh đứng như thế làm em áp lực quá. Ôi rồi. Đói. Không phải lúc nào thích ăn là cũng được. Đi nấu cơm. Đói rồi. Sao rồi? Gấp vào đây, tí nữa lau cho các cụ. Rượu hả? Này, còn lâu nhá. Đây biết tổng rồi nhá. Nhìn cái mặt kìa. Alo, chị nè. Anh Việt anh đang tắm. Có gì chị nhắn Việt sau ha. Bye em. Một lần mơ đã đến với nhau là cho đi cả bình yên. Rồi mỗi ngày nỗi nhớ không thể nào lấp đầy đêm giá lạnh. Với căn phòng giờ này trống vắng, để mất nhau mà đâu hay biết. Từng mảnh vỡ như cắt thật sâu tới đây. Quá muộn để thứ tha cho lỡ lầm.